Thêm một vụ xô xát mà nguyên nhân là do hát karaoke quá ồn ào vừa xảy ra tại thành phố Hải Phòng thưa quý vị. Theo đó, sau khi góp ý vì tiếng hát karaoke quá lớn, một bà cụ 83 tuổi đang là F0 đã bị hàng xóm lao vào nhà đánh đập đến mức phải nhập viện, khiến nhiều người phẫn nộ. Ngày 3 tháng 3, công an xã An Tiến, huyện An Lão, Hải Phòng đã lập hồ sơ vụ xô xát xảy ra trên địa bàn, khiến hai người bị thương. Nạn nhân trong vụ việc là chị Ngô Thị Hảo, 40 tuổi, cùng mẹ là Nguyễn Thị Hội, 83 tuổi, trú thôn An Hội. Theo phần ánh của chị Hảo, mẹ và người bố 90 tuổi của chị mắc Covid-19 đang điều trị tại nhà. Khoảng 21 giờ ngày 2 tháng 3, giữa mẹ chị và một số người tại xưởng Sơn gần nhà xảy ra to tiếng vì họ hát karaoke bật nhạc quá to, làm ảnh hưởng việc nghỉ ngơi của mọi người sau đó một người đàn ông tên là đạt ở thôn tiên hội xã an tiến đã liên tục chửi bới dọa giết bố mẹ của chị hảo chưa hết người đàn ông này còn lao sang đập tung cổng để vào nhà đánh hai mẹ con chị hảo khiến chị này bị chảy máu mũi tay xước và sưng ở phần đầu còn mẹ chị hảo bị thâm tím xây xước chảy máu ở chân tay phải nhập viện cấp cứu và cách ly vì đang là f 0 theo người dân địa phương sưởng sơn thường xuyên tổ chức hát karaoke với nhạc lớn gây ô nhiễm tiếng ồn